Nhà này nó phá, mới phá đấy. Chứ ngọ bé xíu này chứ. Mới phá này. Chắc vừa phá này. Có sốt vang gà và phở bò. Ăn gì ăn? Ăn bò đi, chưa đi. Về trưa này khả năng ăn gà rồi đấy. Gì con? Hay ăn gà? Sao đi quẩy chứ chơi? Ngồi đây luôn này. Có tiên xuất vang không? Ăn thử xuất vang không? Ra đây. Đi ra đây. Đây. Mình hai người, bố mới đâu hay là hai đứa đeo thôi hả? Bác leo hàm lợn. Tối qua mấy giờ về? Tối qua về mày đạp nhanh, có tao trả đuổi được mày. Cháu biết gì đâu hả? Mười một rưỡi về à? Tao đuổi có kinh không đuổi được rồi. Tao phải ra tê, tao để xanh đầu. Ăn sáng chưa hai đứa? Ăn sáng chưa hai đứa? Leo dọc à? Chắc làm mấy vòng về thì có leo hàm lợn không? Leo núi không? Mày đi đi cùng luôn đi. Được rồi, đi đây đây, trẻ con nhà chú cũng leo mà, tao dạy. Đây còn đây đấy. Leo mấy anh đấy, leo mấy ạ? Đấy, liều 2 thôi. Liều bé thôi, cho bạn này bạn nằm ấy. Bạn này bạn nằm. Nằm ở leo hay là có phòng em, có phòng. Hay lấy phòng đi, lấy phòng đi, lấy phòng nằm. Phòng. Cho em một phòng. Nhỏ đấy, nhỏ đấy. Bên kia nó có những người thực riêng nhưng mà phòng nhỏ đấy. Nhưng mà cũng nhiều giường phết đấy. Ở đây này nào, ngủ trong đấy à? Bật cái đèn lên. Ok, nó làm gì nó làm. Ở đấy, thầy sang hãy rồi.
Con nằm ở trên. Con nằm trên thì con đi lên, đi đi leo núi, con lại bảo con nằm ở trên. Anh ơi, cởi quần ra con. Đừng mặc quần này, để con quay cho. Cởi quần ra, đừng mặc nha. À, đó. Đấy, cái túi đen đen đây này. Đấy. Ờ, thôi, đây đồ của mọi người đấy. Tháo ra đi. Khóa vào, đấy. Tính chắc mọi người đến đây nằm ngả nghỉ chiều về. Hai cái nè. Hai cái. Đây, để cỡ của tụi ti rồi. Chị cứ gọi Hiền hoặc đi bộ, con đi bộ đi lang thang đi cho nó khỏe. Nhẹ nhàng đến chỗ chị thích ăn gì thì ăn. Cầm cái áo của bố sang phía bên góc đấy. Vì nằm gì vội. Đấy xem tụi ti vừa cỡ tụi ti để bố chỉnh. Đây cái này chỉnh được. Nha. Cao lên chị. Cao thế. Cao quá. Từ từ để đây chỉnh được. Nó đang cao quá. Đây con bỏ tay vào đây, con vào luồn tay vào đây như này. Như này, con cầm như này, xem là tư thế như nào để con. Đấy, thế thôi, từ từ. Lấy thôi là vừa. Từ từ. Đấy, cao hôm này hơi thấp, này thấp, nó phải ngang này mà. Nào con cho tay vào cho bố. Đặt tay. Thì cầm hết của nó thì làm sao mà. Này, thấy chưa? À, luồn này ha. Đấy, xong rồi thiết cái này vào. Này. Tôi gọi được con cứ đi tự chỉnh nhá. Tạm thời cả cái thấp đi. Ồ, thử xem. Chưa? Được không? Cảm thấy được không? Đấy, làm cây nữa. Làm hai cây. Hai cây như này mình đi này. Sợi thui cái gì cái thui sao con bỏ cái giọng tôi cái đây nó ghét cái kiểu trẻ con đùng thui một cái thôi cũng được. Xem số bao nhiêu đấy trên cho cái gì đấy đến số nào nhiều số bao nhiêu 105 trên 105 một tí 105 à đấy gì 15 đây. Đấy. Đây cái dây của nó đâu, cái dây vòng của nó đâu. Đây, xong nhét trong này. Không, cho vào đây đi, thì lúc nào mà không dùng đến gậy thì còn bó vào. Đây, nhét trong này này. Không, cái dây để buộc cột vào đây, nó rơi. Cái dây này này, cái dây ngoài, vòng ngoài của nó ấy. Có mỗi cái trong cái bao đen đen có không? Không có. Nếu không thì cầm cái bao đen đi thì lúc nào không dùng dậy. Bao đen đây. Thế thì bỏ túi để lại gì? Mang đi thì để mang một túi mỏng đi. Bỏ hết đồ lại mang cái này cái đồ ăn này. Đấy, cho bỏ hết sách vở, cho hết đồ ăn vào đấy, xong em đeo vào đấy nhỉ. Cho không đeo đâu. Nét người là còn được chứ bỏ đeo mất. Cái này ra này là cái gì? Đấy, đồ ăn ấy. Cho hết đồ ăn của em trong túi vào cái bao đấy để chỉ đeo cái bao đấy thôi, thế thì đeo vào đấy. Lấy cái giấy ăn. Ăn ra mà lấy thì mày quên. Đến đây đâu? Nó đi đường nào nó đã đến đây? Chắc khi nó lại không đi rồi ai biết. Các
xa nếu ấy thì ra mua áo mưa đi, hai cái áo mưa, ba cái áo mưa đi. Ti đi, nàng đang quay cho Ti đấy. Ê ơi Minh ơi, leo đây Minh ơi. Ê, bà đi ô tô. Xe này à, xe nào phải đâu rồi? Hả? Leo bộ. Leo bộ. Đâu, đây, đúng rồi, để đây. Có khóa không? Khóa vào. Khóa vào, khóa vào. Con cần cho mẹ này. Bà này mấy tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi. Đấy, vào áo cọc với chưa? Nhìn đâu. Không, 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 không mưa đâu. Cứ mặt đây. Bây giờ con để đồ, muốn để đồ không? Vào vào phòng bác, để đồ, đổ hết đồ đấy. Ờ, bác thấy phòng đây. Để bác bảo là hôm nay đi cắm trại rồi. Được. Trải nghiệm cả cô leo núi là son đấy. Ờ, số thằng này là son đấy, được trải nghiệm leo núi là son đấy. Ờ, đuối quá, bác hôm qua đuối. Hôm qua tưởng mày đeo 11 giờ rồi thì không ngời nữa. Hôm nay bắt cóc vào đây cho. À ờ đương nhiên mưa, trải nghiệm mưa mới hay chứ còn. Ôi. Đúng không có đi con giày leo núi. Chuẩn bài. May may nhá, may hôm nay thầy leo núi. Có đây rồi. Gậy có gậy tí lên kia lấy gậy. Cháu tí chôm cái gỗ là được. Có gậy gậy đầy, đầy vứt dọc đường ở đây. Xong chưa thằng này, xong chưa? Rồi em cứ đưa dép. Nước nó mang bình nước rồi, em có mua chai nước thì em mang em cho vào túi của em, túi bên này này, mua một chai cho chạy vào kia lấy một chai, mua một chai, bảo mua chai ở trong cái tủ kia. Bao nhiêu? Đổ hết vào một chai đi. Đó dừa nào? Cái đồng đấy, còn lại đồng ấy. À mỗi lần mình sẽ leo sớm nên mình không để ý. Ờ, đi luôn lên. Thế sao đi chậm chậm chờ hai anh kia? Đúng không Thi? Hả? À quả gì? Quả ống xiêm nữa cho nó sống mà ngon đây, quả ống xiêm này. Chương trình leo núi bắt đầu. Hàm Lợn. Mày quyết tâm lên đỉnh núi để check in nhá. Cho con đầu đi ra đây đứng ngay. Đi ra xe cho cái đảo chụp như này. Thôi chờ bên kia tí. Đây là ai cái cây hải đường này này. Đâu, hải đường đây. Cái hải đường đẹp như thế này không người? Ờ hải đường đi. Đây chỗ này có đào là có tết. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Cô Tê ra đó rồi. Khỏe khoắn lên con. Yeah. Rồi. Các bạn này. Bố dạy con cách trồng. Không phải là hai gậy cùng lúc, chân một gậy trước một gậy sau. Không. Chân một chân nào lên thì gậy lên trước. Còn chân sau là lên sau. Leo núi. Leo núi. Rồi này có leo núi không hay là cắm trại thôi? Cắm trại. Cắm trại rồi, leo núi à. Ừ. Bye. Một phát nữa nhá. Ô phát Hàm Lợn nhá. 1 2 3 Hàm Lợn nhá. 1 2 3 Hàm Lợn. Rồi đấy. Đấy, đổ gióng mà xe thằng này xe rốt này. Nguy hiểm đấy, cực kỳ nguy hiểm mà thằng này mới đầu đi mà đi dưới mưa này nguy hiểm lắm. Đi như mẹ này con này, chân này. Đây này bố dậy, đấy đúng rồi, thế. Tí chống mạnh vào thì nó tí cá lên cao mà chống mạnh thì nó mới tạo dục lực. Cho dây vào tay vào dây đi. Cái này trái này. Con ấy dài gậy lên, thế. Đừng đây này nhá. Đây nhá. Này. Đấy chứ không phải hai cái cùng một lúc.
trong cái lúc leo dốc cao. Đúng rồi, dốc cao hẳn rồi. Đấy, đấy, đúng rồi thế. Con đi nhanh lên. Con chạy chạy nhanh lên, chạy nhanh đừng đi bộ chậm. Để mình trợ lực cho lên mà. Cả nhà đi nhanh lên tí đi, đông muộn. À, cho ấm người với cả cho đỡ cho tí ăn nó được. Đồ ăn mình có hết đồng này rồi nhá. Tí mọi người ăn ăn này bảo bác nhá. Ở đây quả trứng là thanh năng lượng. Năng lượng có rồi đi. Ờ đấy cơ. Ok. Thằng em tên gì em ơi? Ở Thành này may mắn đấy, em được leo lên hàm lợn là may mắn đấy, nhiều người ước mơ lên đây lắm. Chạy. Đúng rồi, chắc chắn rồi chưa. Rất nhiều lần đầu tiên. Đúng rồi. May mắn đã đi. Tại vì đi này có người dẫn nữa không thì lạc ngay. Ôi dồi, không... nó nhiều nhánh đấy. Lắm, nó nhiều nhánh lắm. Chưa nó lạc lần. Đặt thật sự đấy. Có nhiều người đi một hai lần còn bị lạc cơ mà. Nhưng mà ở đây nó không thu phí gì cũng tốt nhỉ? Không, không thu phí gì. Nếu mà nhớ mình không gửi, không gửi xe sang thiều ấy, mình để luôn ở ngoài đường này cũng được này. Ngồi nghe ngoài cái kể ô tô rồi. Hai nhà ở đây. Thế nên mới đông người này leo. Môn này môn rẻ nhất mà. Checking. Không. Nhưng mà giày checking xịn cũng đắt đấy. Có đấy, như thế. Rồi. Hít thở nhá, nhớ hít hít sâu vào nhá. Để lấy oxy nhá. Tí là leo dốc là nhớ hít sâu vào để giữ oxy. Đoạn này thì không cần phải dùng gậy nhiều. Mình co dậy để mà chạy này. Chạy chậm này, chạy này. Đấy, cứ chạy này thôi. Chứ này là gọi là chạy kinh như thế này. Chạy đi cho nóng người. Chạy bằng hông. Hít sâu, hai hít một thở. Đấy, đấy, cứ chạy này, chạy bền. Chạy trước đi. bỏ ra thôi. Giờ này cứ lạnh, nhanh lên. Chồng chồng phát từ chị. Con thấy lạnh à. Ôi giời, lại được con đây. Đi thôi nhanh đi con. Lên chân này. Không được bệt, đừng bệt bệt chân như thế. Con đi khỏe khoắn lên. Thế là cái khu trang kiều đấy nó chỉ là một tí về đấy thôi đúng không? Ờ, nó rộng ấy, mấy ông. Nó có nhiều nhà giống như này. Ở đây nó có rất nhiều nhà giống như này. Đây là gọi là đất công rồi. Đây đất công rồi. Ở đấy là người ta là dịch vụ là cắm trại này, là ăn uống các thứ này. Thế là chỉ về đấy thôi. Ở đây thôi, tắm. Nói chung là tắm rửa thứ nước nóng có. Chứ không phải là họ bảo kê cả. À không không, khu này là khu này thì em bảo anh như anh quay đạp xe, vứt xe ở đây không mà cứ thế leo rồi. Khu này là khu công. À, này hai đồng chí chạy bộ này hai mấy vòng ở đây rồi. Đấy, chạy treo đấy con ạ. Đấy, toàn hô ca đấy, toàn khách chú toàn giày hô ca mới chạy được đường này. Chạy đây. Cứu hộ đấy, sẽ cứu hộ đấy. Đi cùng mẹ đi. Hai mẹ con bên cạnh. Tôi tin vào quần này sợ hơi nóng ấy. Tí nóng ấy. Hơi dày. Quần của mẹ cái là vừa kìa. Nghe à? Nhưng hôm nay đi nắng. Mấy vòng rồi? Một vòng à? Sắp cái nút tròn tròn này rơi ở đâu? May là có sơ cua đấy. Có một cái. Hồi đầu tiên vào MTV nó đạp cung này.
quên nguyện nuôi dạy hướng dẫn tu ti là thắt chặt cái cổ chân vào tí trẹo tí thắt lại cho nó. Nhớ hít nha, hít thở nha, hít sâu nha, nha, lấy oxy nha. Vừa hít thở không khí trong lành. Con đi đúng 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 động tác đấy con, đừng cầm hay lên trên gì ấy, cầm xuống dưới, nếu thế cô cho tăng tăng gậy lên nhá. Nhá. Cho cao lên nhá. Đừng 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 đi gậy kiểu đấy. Một là không không ngừng gậy, hai là một trên một dưới chứ. Đừng kiểu dê dê như thế. Cái gì? Đấy nhìn như mẹ đấy, nhìn như mẹ như nào đấy, đấy. Con nhấc gậy lên, con đừng xòe xòe thế. Đấy, đừng đi cho mẹ, đấy. Chân nào lên thì gậy lên theo. Thế xong rồi. Đừng xòe xòe như thế, nhấc lên thế. Quên mang cái loa rồi. Chưa thấy nóng người chưa? Người rực chưa? Hãy khăn chiếc cởi đây. Có nóng không? Nóng cái cởi khăn nhé. Tùy con. Chắc chắn nó nóng. Xe máy đấy, anh cũng chơi xe máy mười mấy năm rồi, anh dân phượt mà. Nhưng mà đi đưa con đi như này là kinh rồi. Nhiều ông bố mẹ lười bố suốt ngày đi nhậu nhẹt uống bia. Đưa con đi này được rồi, tốt. Bố đợt này ít đạp. Bố mày phải công việc đi làm. Đợt này cháu con đạp mình. Ta làm mình à? Thôi bây giờ con lớn rồi, trải nghiệm nhiều quá rồi, bây giờ con tự lập được rồi, tự rủ bạn bè đi mà đi. Cần gì bố nữa. Thì... đúng không? Đấy. Lần hai mới đi được à? Mới quyết tâm à? Hai, à đi 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 một lần rồi gì? Vâng, trước là đi T2. À thì T2 gì? Lần trước là cầm xe cháu đi. À. Hôm nay đi con Twitter cười. Twitter cười. Yên yên chúc lên. Ơi chúc lên. Yên chúc lên chứ rồi chúc xuống. Ờ, chúc lên mà đi được. Ờ thì bố đầu tư cho con một con MTB con ngon tí khoảng tầm chục triệu. S8 mà đi con size 48. Đi con mua em tìm hiểu con XTC 800 ấy. 820 hả? 800. Đừng đừng nào 20. 20 rẻ hơn. Vừa mua con Twitter cho 800 là 20 triệu tầm đấy mà. Tầm không, nhưng mà mua xe cái lướt thì khoảng tầm 10 triệu thôi. Mua con MTB đi. MTB được. Mua đi đồng đò đi này này. Mà thanh niên phải đi rồi. Ơi, thằng em. Mày hướng dẫn chị mày đi cái mày. Ờ chào em. Lâu lắm em. Không, con này có đây nào cho anh theo với, anh đang tập để đi đây đấy. Đây nhiều lắm anh ạ, hôm nay em chỉ đi chơi thôi. Thế à, hôm nay đi chơi biết rồi, chuẩn bị vào đây cho anh đi với. Mai Châu nhá, bao giờ, bao giờ? 23 tháng 3. 23 tháng 3 à? Vâng. Có nhưng mà bây giờ bán bít đi. 5 cây, 10 cây, 25 cây. Rồi ok. 50 cây với 70 cây. Tí anh, tí Zalo nhá, tí Zalo nhá. Ok, ok, bye bye. Ok, em cũng nhớ à, đi tí mình nè. Được, hơi trơn anh ạ. Được, biết rồi, biết hơi trơn rồi.
Thằng này bây giờ chuyên nghiệp rồi, bây giờ gần như huấn luyện viên này. Thấy chưa, nó đạp đi tí với anh, đạp đi tí với bác, cả bố mày đây. Chắc bố đâu biết. Đợt đầu tiên nó đi tí đây, bố mày biết. Đi tí là hình như. Nha, bạn này, bạn bây giờ bạn ấy chuyển sang môn chạy là chính, xem là ít ít. À, còn lâu, thế còn lâu. Đang có bầu. Đang có em bé. Cũng rồng mà, hai nhì là rồng còn chứ. Nhà anh ba ăn cái. Nhà em hai dai đúng không? em Minh là tên là gì nhỉ? Hân là bao tuổi? Hân là tuổi chuẩn là tị nhưng mà... Thế là bao tuổi? Mẹ tạm kéo biết tuổi. 23. 23 bằng toàn bằng tuổi Tuti à? Ôi thế mà trông giả dặn thôi Tuti nhiều mà trông... Trông cao hơn Tuti nhiều, trông hoành tráng. Trông như là chứ như là lớp 7, lớp 8 ấy, khiếp. Bạn này như lớp 7, lớp 8 luôn. Giả dặn. Thật mà, con nhìn rồi. Ô thật, em là lớp 5 mà. Đúng rồi, bác không nghĩ là lớp 5. Còn là em của cháu. À đâu đến vai là Hân, bà con Hân nó cao, Hân cao. Bà, em nó còn cao hơn bà. Hay là cái bố nó cao nhưng mà mẹ nó thấp. Mẹ nó thấp tỉ, tì, lùn tì. Thế nên đoạn đầu nó không kéo đủ được đấy. Mẹ nó 65. So với mẹ thằng Hoàng là lùn tì. So họ nhà nó lùn tì, so với xã hội là ngon rồi. Họ nhà nó. Nhớ ra. Dạ. Bao nhiêu cân nhỉ? Quên mất. 34 cân. Cân thì nhớ đúng không? 34. 34, cao mét 5 mấy? 50 không? Chưa được. Trên 50 à? Không, giờ là cao đấy, đợt này năm nay quá. Bạn này bạn cao. Ừ, cũng nói chung là cũng dạng dạng nhỏ. Bằng tuổi Hân mà so với Hân thì về tí 41 cân à? Hân cao mét bao nhiêu biết không? 6 mấy. Đấy. 5 mấy là cũng cao, có dạng cao. 6 mấy phải cao bằng mẹ. 6 7. Ôi, 6 7 rồi. Thôi đổ xót đi, đi dép anh được, trải nghiệm được. Dân tộc nó đi đất được mà. Anh đi từ thiện đi vào vùng cao, đi đến đất cùng bọn dân tộc luôn. Còn vác có mấy cái con húi này. Đúng rồi, đều quen rồi. Bỏ tay trong túi cho con đây. Anh lên. Đấy, mọi người lên đỉnh hết rồi. Mấy vòng rồi, hay một vòng. Đuổi lên mấy vòng rồi. Trên kia xuống. Trên xuống à. Đây thì bác không nghĩ là nó lớp 5. Còn là em của cháu. À đâu đến vai là Hân, bà Hân nó cao, Hân cao. Bà, em nó còn cao hơn bà. Hay là cái bố nó cao nhưng mà mẹ nó thấp. Mẹ nó thấp tỉ, tỉ, lùn tỉ. Thế nên đoạn đầu đó không kéo đủ được đấy. Mẹ nó 65. So với mẹ thằng Hoàng là lùn tì. So với họ nhà nó lùn tì. So với xã hội là ngon rồi. Họ nhà nó. Nhớ ra. Dạ. Bao nhiêu cân nhỉ? Quên mất. 34 cân thì nhớ đúng không? 34. 34, cao mét 5 mấy? 50 không? Chưa được. Trên 50 à? Không, giờ là cao đấy. Đợt này năm nay quá. Bạn này bạn cao. Ừ, cũng nói chung là cũng dạng dạng nhỏ. Bằng tuổi Hân mà so với Hân về tí 41 cân à? Hân cao mét bao nhiêu biết không? 6 mấy. Đấy. 5 mấy là cũng cao, có dạng cao rồi. 6 mấy phải cao bằng mẹ. 6 7. Ôi, 6 7 rồi. Thôi đổ xót đi, đi dép anh được, trải nghiệm được. Dân tộc nó đi đất được mà. Anh đi từ thiện đi vào vùng cao, đi đến đất cùng bọn dân tộc luôn. Còn vác có mấy cái con húi này. Đúng rồi, đều quen rồi. Bỏ tay trong túi cho con đây.
Hãy lên. Đấy mọi người lên đỉnh hết rồi. Mấy vòng rồi, hết một vòng. Đưa lên mấy vòng rồi. Trên kia xuống. À, trên xuống à. À. Đang đây đi bộ. Thế á, ôi yên tư đi, vợ mình leo lên leo xuống mấy lần rồi. Chuyện nhỏ. Vợ em sinh bao nhiêu? Ở tháng 8 này. Đây. Đấy, 12 tuổi mới đi được, phải 12 năm nữa. 12 năm nữa thì đi được, bây giờ 88 chưa đi được. Chà, bây giờ còn đang vướng con cái. Con cái nhiều khi vợ anh đi điện tử là không đi đường bậc đâu, đi hẳn đường khác cơ. Nó có 3 đường, một đường cáp treo, đường bậc và một đường rừng, đi đường rừng luôn. Ờ, đi đường rừng. Đi lấy kinh mà. Lấy kinh là phải đi đường đường đấy. Đi điện tử chịu. Chịu vừa mắt ấy. Này hơn điện tử. Thế á? Thế á, sợ. Điện tử thở không đảm hơi. Ở đi, chẳng đó là... chưa quen được thôi. Trên này toàn chưa quen cách hít thở là thế. Cái quan trọng cách hít thở lắm. Ôi bà. Ôi là xe đạp y tí mình gục chỉ vì không biết cách hít thở. Có gì đâu. Hít lấy oxy, quan trọng nhất oxy là truyền máu nó lưu thông. Là giữ được nhịp tim. Những người chơi thể thao không biết học thì là dễ bị như thế là đúng. À tí sẽ dặn Minh dặn nó nhá, lúc mà xuống dốc vào hơi hơi trùng chân với cả hơi nghiêng chân đấy nhá. Trùng chân nhá. Tôi đi lại trượt như này lấy ván chưa? Đây, đến điểm mà bắt đầu trèo rồi con ơi, nhá này, điểm check-in rồi. Nào đứng đây làm kiểu ảnh nào, cả nhà đứng đây. Bắt đầu trèo. À có dây à? Hôm nay thằng nào nó buộc đấy? Mới buộc rồi. Bắt đầu trải nghiệm đó. Hay không em? Ngon rồi. Đây, qua lại căng rồi. Đấy, căng không? Đấy, nó mới hay thế này như. Nào. Cả nhà chào đi. Chào lên, bắt đầu lấy chụp ảnh cho nào. Cả nhà nào. Quả này là hơi... Là tư ti, tư ti đây nào. Chào trước thì bé ấy được chứ. Đây, được bố dạy, bố dạy nhá. Đây, dạy chưa? Không cần dây được mà. Thực ra không cần dây được mà. Không cần dây đâu, cứ bám thôi, không cần đâu. Còn nếu trèo dây nhá, trèo nhá nhá. Đây nào. Bắt đầu là như kiểu đặc công này. Đấy. Đây, thấy được đấy. Đấy, đặc công này. Giống như bố vừa rồi. Cái này bố xuống rồi. Được rồi thì sẽ có người lấy, anh xuống anh lấy. Rồi. Không bẩn không sao đâu mà đi. Sợ. Tao đi. Đã đi leo núi rồi còn sợ bẩn. Còn sợ bẩn đấy chứ. Cháu nói đúng rồi, cứ bình tĩnh mấy lần. Con kệ kệ cho con leo dây, con trải nghiệm không vấn đề. Con cứ trải nghiệm, con leo dây cho bố. Lên đi anh Đạt ơi. Con trèo ra leo dây đi. Minh xuống cầm cho bác cái gậy. Để bác đứng đây bác quay. Đấy rồi, ok, ngon. Leo dây dễ hơn nữa kia đúng không? À tư ti nào. Ơi, thôi tuyệt vời tư ti. Bỏ dây nào, tóm hai tay, đừng tóm vào người, cứ tóm vào dây, đừng tóm vào... bỏ tay vào dây. Đấy, đừng cơ thể thôi, cứ thế leo. Đu lên, đúng rồi, thế. Đu lên, đu bằng dây, bỏ ngả người ra, không rồi, ngả người ra. Nó bỏ cái que cái ra con. Bỏ cái này ra con. Bỏ cái que ra. Nào, tóm tiếp vào dây, leo tiếp. Tóm vào dây, leo tiếp. Không trượt đâu, con cứ leo, con tóm tay vào dây thì không... tóm tay vào dây, đừng tóm vào đá được. Đấy, đúng rồi. Đấy. Thẳng chân lên. Rồi, đấy, thằng kia leo lên xem nào. Nào, leo lên con đây. Leo nhanh nào, leo nhanh, đặc công nào. Đúng rồi, đấy, đúng rồi, ngả người ra. Càng ngả người ra càng tốt. Càng ngả ra thì càng tốt. Đấy, đúng rồi, ngả người như thế, đúng. Thế, chuẩn luôn, chuẩn như đặc công luôn. Đấy, hôm nay thấy con trai như nào, bố. Lần đầu tiên đấy... con dai leo này. Rồi, à, đâu coi. Mình đưa bác cầm cho xong là con leo dây. Bây giờ nhá. Không, lên này có gậy khác. Bỏ cái đấy, đầy cái trên này. Mình, bỏ cái gậy gỗ đi. Trên này một đống gậy này. Gậy gỗ lên
Vứt vứt đi, đây đây đầy gậy đi. Đây này, một đống gậy này, đứa nào lấy cái que nào lấy đây. Đây thằng này này. Ta tìm cái que thẳng thẳng nào đây. Đấy bố, bố cháu lấy, bố cháu lấy một cây mà đi. Bẩn gì? Dòng lui bẩn. Họ đi đi, hai mẹ con đi trước đi. Đây mình đưa cho bác cái gậy nào. Nào hai mẹ con cầm gậy đây. Phun bốn gậy nhá. Phun bốn gậy. Nào. Lên lên trên đi rồi rồi. Ôi giời ơi. Đây, bố dùng đây con có rồi. Ui giời ơi, ở đây nhiều thỉnh thoảng là đúng rồi. Gậy đầy. Bây giờ nhá, em làm kiểu ảnh clip anh gửi sang về mồi cho mẹ nó mua cho mẹ nó gậy. Đây con này gậy này. Con bỏ cái tay của cái linh liên này ra. Tí tí bố ấy cho, tí bố lấy cho. Nào, cho tay vào ống tay. Như bây giờ bố dặn. Cho ống tay nó giữ được lực, nó không bị tuột gậy, hay là không bị trôi, không cắm người xuống. Con trống, con trống lên này, đi ơi. Một cây này còn cầm trống được. Như thế này xong rồi thì trèo được. Rồi, không cần, con khỏe, không cần thiết lắm. Nhưng con đi, nó chỉ hỗ trợ đâu, không cần phải trống. Con nó chỉ hỗ trợ con thôi. Thế thôi, bỏ. Từ từ, từ từ, từ từ, bố cho thấp được một tí. Rồi. Nó chỉ hỗ trợ đây mà nó. Rồi, nào con cho đây. Nào đi. Đúng rồi, thế. Máy đấy. Đấy, đúng rồi. Chống đằng trước con, thế. Nó chống thế nó đỡ, đỡ, đỡ. Rồi, ok. Đấy, đúng rồi. Đấy, một lúc nó chưa quen mà. Chống cả hai nhé. Chống cả hai cùng một lúc. Cùng một lực lên. Bây giờ chống cái này nó chống cả hai cùng một lực. Không, lúc một. Lúc nó đi đường bằng thì con có thể chống ấy. Còn cái này nó chống cả hai. Chưa quen mà một lúc nó quen gậy. Đi vài buổi nó quen gậy dễ đi lắm. Đi, không phải đỡ chuột chân nó chưa gì cái dậy để xông chuột đâu con ấy mạnh chân đi con không đừng bước dài quá bước vừa thôi đừng bước dài quá bước vừa vừa trước mắt thôi dài quá nó sẽ mất lực bước ngắn thôi cái đạt bằng thì còn bước dài cơ thôi. Đấy, tí siêu đấy, bắt đầu quen đấy. Tôi đi chạy thế nào. Chạy này. Đây. Tôi đi chạy đây. Tôi đi chạy đây. Đấy, ơi chạy dầu 4 à. Chạy dầu 4 thế nào. Rồi, nóng người chưa, chuẩn bị cởi khăn nó nhá. Cởi khăn cho đỡ là, cho nó đỡ, đỡ bí cổ nó khó chịu. Hít khí nhá. Cứ dốc như này mãi à? Đi đi, khó bằng mà. Xương. Con hít hít sâu rồi nhá. Mấy đứa chạy lên trước đây. Ở đây nó có bằng, nó không phải dốc. Có đừng gậy đừng dài trước mặt con tương đối là gần mặt con hơn thế đúng rồi thế đó. Đừng kéo dài gậy ra đấy đúng rồi thế nhớ hít sâu nha hít không khí con đầu này quan trọng nhất là hít khí là giữ được nào uống nước không. Nên nước ở cho bác đang cầm nhá, tôi tìm nước. Đây đây cái bằng cái ngồi đủ cốc nước. Sao đã phải bơm rồi bác? Bơm rồi. Rồi, đâu đây uống nước, uống tí nước đã con ạ. Đây, xoay nước con này. Đằng sau lưng đây. Chụp đây, chụp đây. Vào đây cho con nó chụp. Bà già đau khổ. Bà già đau khổ. Cười. Ôi.
Ê, ra đây. Được chưa? Rồi. Hà tự sướng ngay nè. Mình em có mặt. Em có mặt nó đấy. Được chưa? Ờ, nước này, lấy nước đi con. Nghỉ đi. Cứ bình tĩnh mà đi em ạ. Mới đi thì cứ bình tĩnh. Ờ, hay rồi. Ừ. Uống phải uống một tí. Uống đi, nó là phải đi. Uống mà. Cái loại nước đấy là không khát cũng phải uống. Đúng rồi, không khát phải uống. Không tí nữa là. Con lấy đi. Lấy không có này. Ở trong ba lô ấy, lúc đấy mày mày đi. Đây đây mở. Đây, đây. Con này. Nó bơm, mày quét nó bị rơi. Nhiều vào một tí. Đúng rồi, phải mua. Cứ từ từ bình tĩnh sắm dần. Nó chỉ là đi cho đi núi thôi chứ. Sắm dần sắm dần. Đạp xe là không được dùng. Mua cái túi đi và đạp xe. Áo cho em ấy, kiểu áo nên là cho lốt là kiểu được. Áo với cháu con 3 túi đằng sau là dưới nhất. Mua cái áo đạp xe được rồi, thế sang trước chắc về sau là đi cái này nhiều thì mới mua thêm. Áo đạp xe nhiều hơn. Ờ, đạp xe nhiều hơn thì mua cái áo đạp xe thôi. Đạp xe rẻ mà, 100-200 thôi. 350. Ừ. Đây là chất đẹp bình thường. Bình thường thì còn 200 là được rồi. Còn em cho rồi. Cho luôn cái bọc kia của em vào đây, đỡ phải ấy. Thôi, được không? Có nặng không? Nếu không cho sau lưng, ai đỉnh trước? Được. Sau sau lưng, thôi. Không ai đỉnh trước nó sẽ khó đi. Cái gậy. Không, cái này cái sau lưng, sau lưng nếu thích đeo đeo sau lưng này. Đằng sau. Đúng rồi. Nó đâu vướng vào chân. Nếu không nó sẽ đá. Đúng rồi. Đang leo đá vào. Bác thích này không cầm loa à? Có hình mẹ mất gì mẹ thế? Để vội. Ở chỗ loa ở lúc... chỗ bàn giường tít à? Giường tít đây, tại vì lúc ấy vội là giờ đưa bố con này này ra để mua thứ này quên. Thôi. 1/8 thôi. Cố lên. Một cố lên còn lâu. Bây giờ chạy ngược lại lấy loa là được đấy. Bây giờ cháu chạy ngược lại được đấy. Thằng này thì thừa sức. Ngày nó khỏe. Ngày nó chết được. Đi không anh? Đi con, đi này vô quay. Quay đầu lại lấy cái loa. Thôi, thôi đi đi. Thôi, thôi tí về ngồi ăn nghe. Thế đành thế thôi. Hôm nay bác. Nghe nhạc. Không sao. Nghe nhạc nó kích thích hơn. Volume lên là nghe. Nghe nhạc nó. Đường nào cũng được kệ, đường nào cũng đi được. Con trải nghiệm. Cái này, lỗ gốc con này nó sẽ. Không trơn đấy, đi bên đấy nó sẽ không trơn. Giày của mày là trơn rồi, giày của bác không trơn, giày bác chuyên leo núi rồi đấy, không trơn. Giày đó cũng là giày leo nhưng mà cháu. Đúng rồi, tao nhìn cái giày của mày là khó bị ấy rồi. Đế leo mà. À đúng rồi, cũng là giày đế leo đấy. Đúng rồi, giày ngon đấy chứ. Leo đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng giày trêu đấy, giày trêu đấy, giày trêu đấy. Rồi, mấy hai đôi giày trêu này. Hai mẹ con này. Mỗi người hai đôi. Để thay đổi nhớ nó bẩn nhớ để toàn đi leo tiếp tục cái loại bị không. Cái ướt thì sao? Ờ. Kinh không? Chuyên nghiệp thôi thế chứ. Kinh không? Dân chơi sợ gì mưa rơi. Sắp đến điểm dừng chân rồi, trạm nghỉ đầu tiên. Hả? Hoka mà, ờ. Hoka này, Hoka gì, flat gì, form gì, chả nhớ. Chỉ biết. Biết rồi nhưng mà cái gì Flot Phan Tôm cái gì đấy tên là gì bác không nhớ, chỉ biết Hoka thôi. Cháu có con body 8. Ờ body 8. Cái này là 5 à? Cái này là 5 đúng không? Cái gì 5? Body 5 của cháu là body 8 của cháu là có muốn gì đổi à? Giày loại này có bố phải mua cái gậy này, gậy điều chỉnh cho con mà. Với cả mẹ mà gậy kia của bố. Gậy kia của bố là bố fix 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 cỡ của bố riêng. Rồi, riêng rồi. Bố xích quan đấy. Bố xích quan. Con Hoka này hơi lạ đấy, nhưng hơi độc đấy, đùa đấy. Độc đấy. Ê, đừng đùa. Con màu của cháu cũng trong. Nhưng chứ nói chung là giày Hoka nhiều giày đẹp nhỉ. Nó màu là pha đẹp. Con body 8 của cháu lên thằng đen mà không... bác với em mà chơi con này. Con này cũng được rồi. Này bao tiền vậy? Con này 2 triệu mấy 3 triệu. 2 triệu mấy à? Cho một đôi đấy. Một đôi. Ta quất tiền quá. Quất tiền không? Mỗi người hai đôi thì chịu không? Chịu không? Quá căng. Nhịn cốc bia là đủ cái gì đâu. Nhịn bút bia tháng thôi. Tháng thôi, thấy đúng không? Là đủ. Nhiều khi một tuần cũng đủ đấy. Một tuần đủ đúng không? Một tuần là đủ đấy.
đấy giống nó tao mời bố mày với cả cả bác Hà đây hơn một củ lên ý nữa với cả Tây ấy tao lại mời về đi uống bia đây nhớ không, mời mời bia cắt tiết với cắt tiết đây nguyên bon hơn củ hơn triệu lên gì đây chả bằng đôi giày. Hít thở nhớ hít thở khí nhá. Đấy chuẩn bị đến trạm nghỉ rồi đấy, cái chỗ đấy là trạm nghỉ đấy. Đấy, chỗ chuyên nghỉ. Thế à? Mua hàng xuất khẩu nó rẻ đi. Ờ, xuất khẩu đây. Giá gốc nó là 3,5 triệu thì cháu mua có 700 mấy. À, thế à? 800 mấy. Thế là rẻ. Đời hay không bao nhiêu ấy. Đời sâu phết rồi. Hãng không có màu đấy mà. Hít, hít ra, hít ra. Hít sâu à? Hai hít một thở. Tụi ti khỏe hàng rồi. Thôi đứng đấy, đứng chỗ bằng bằng ấy, nghỉ đấy. Mẹ đứng gần con đi. Hai hai mẹ con đứng đây bố chú cho kìa. Sắp đến đỉnh rồi, 3, 2, 1, phát kéo này. Đấy cả. Phát đến nhờ. 3, 2, 1 phát nữa này. Tưới lên tu ti nào, nào cho vô là cho tính ngay có ảnh và con thì là nào tu ti nhìn máy yeah cười đấy chứ mà mệt gì đi con được rồi. Đoạn này bao giờ cũng cũng những ngày mới bao giờ đoạn này cũng bao giờ bị bắt đầu hết đoạn này bắt đầu nó cảm lại lấy lại trạng thái bình thường căn bản là hít 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 khi hít vào. Hết càng sâu càng tốt, giữ được một lúc trong người oxy, không thở ra. Cái gậy vừa chưa con? Vừa rồi, nếu không có cho hạ thì cũng nấc nữa đi. Con tự hạ được ấy, con tự điều chỉnh được. Con so xuống 2 phân nữa rồi. Yeah. Được chưa? Rồi. Kìa tụi ti kìa, quay lại cho anh chụp cho kiểu kìa, tụi ti kìa. Kìa, chụp cho quay lại, quay lại máy. Đây phải chụp cái kiểu mà đang mệt đúng không? Đang mệt nó mới là. Đúng rồi. Chưa. Là... ăn thua gì đi kia 6 cây cơ mà. Con này nó leo. Con này nó leo 6 cây được ấy, được hồ cũng Phương. Cúc Phương à? Cúc Phương căng hết chứ. Căng. Đấy. Đấy. Cháu bắn từ đấy cháu vẫn xuống được, mỗi đội hôm nay trơn quá. Ừ. Không dám. Mà... trơn gì này bình thường nhưng mà trơn. Bắn vừa là cháu lại đi rồi. Hôm nay cái gì mà trơn. Biết thế đem con chó đi. Ờ nhỉ. Cháu mà biết đi cái này, cháu đem con chó đi mua nô. Ờ. Mỗi đội lại là bẻ cung. Thôi hôm nay bẻ cung hợp lý quá nhỉ, vừa cho bạn trải nghiệm vừa đỡ nguy hiểm cho bạn. Chẳng may bạn đổ gióng ấy, ngã thì ân hận. Chưa đều trơn. Chưa đều trơn. Ổng ổng không sợ chết mà. Ổng không sợ chết. Không sợ chết thì tối qua đã bảo định đi sân bay thôi. Sao tối qua ông rủ nó đạp gióng? Dạ. À tối qua đạp gióng chết thì về 1 giờ đêm mới về. Cháu rủ với sự cao su. Cao su. Hẹn 5 giờ 45. Thế à? 7 giờ mới xuất hiện. Ôi giời thế. Tôi đi cứ đi trước đi, mày đuổi theo. Mày đuổi theo con. Mày nhanh để cho con đi. Cho con đi. Em đoạn này có đoạn được bằng rẽ không? Phải trái thoải mái. Sờ tay vào. Ừ. Nha, gần sát vào đây thì mới biết được. Nấm độc hay nấm gì? Nấm độc cái gì mà đừng được. Thôi, lần này sờ tay thoải mái. Đấy, vẹo vào đây đi, vẹo vào đây đi. Thôi. Đây. Đâu, chỗ nào?
Làm đâu? Đây, hai đứa con ra hàm lợn. Con cởi cái sao sao. Nhảy lên nào, thế thì. Con này đừng ấy, hai gậy cùng lúc, thế đúng rồi, thế đúng rồi, thế. Đoạn này cần gì thì gậy, cứ thế treo thôi. Đừng ấy gậy, gậy dài ra. Ấy gậy gần trước mặt thôi. Thế đúng rồi. Dài vừa thôi, không dài quá. Thế nó nới ra một tí. Con nới ra một tí. Ăn kéo mạnh nhá, kéo, quay vòng ra. Nào, con nhau nhanh đi, bắt đầu nhanh nhanh nào. Đấy, rồi, bắt đầu hít thở không khí vào leo được rồi. Lần đầu thì bao giờ nó chưa quen. Thằng này nó đi được rồi đấy. Đi đều chân đấy nhá. Yeah. Hên ơi. Bay luôn. Đi này con này, thế này. Hãy thích đi thẳng đi. Đi chéo này, đi chéo này nó dễ hơn. Ê, cái thằng này con. Xuất sắc, tôi tí xuất sắc. Đấy, ua, các bạn kia leo chậm mà đã đến đây rồi. Sau mình bao lâu ấy? Ủa, bạn kia có 1 tuổi, mấy tuổi? Cũng gầy ghiếc như người lớn. Vài tí. Gầy ghiếc chuyên nghiệp không? Mini đấy, bọn mini này. Đây, đang quay đây. Bạn leader đi đâu, bao tuổi rồi? Bạn đi đâu, bao tuổi? Leader đi đâu? 7 tuổi. Ôi, dân sau một lũ kìa. Một lũ lên nhít kìa. Một lũ lên nhít kìa. Toàn 6 tuổi, 5 tuổi kìa. Này, thế mới sướng kìa, nhìn thích kìa. Thôi nào, đi rồi, chạy lên nhanh nhanh, các bạn đuổi theo rồi. Đúng rồi, bạn này bạn chạy nhanh không? Rồi, nhanh nhanh nhanh, bạn ấy đuổi mất chứ. Bạn này, mấy bạn này đi nhanh thật đấy. Quá nhanh. Đi đi anh em, đi nhanh, nhanh đi. Muộn rồi đấy. Các bé lại đuổi theo giờ. Thôi. Đấy nhá. Bây giờ mới có 1 giờ, 11 giờ. 2 giờ ăn nhá. 2 giờ ăn nhá. 3 giờ được nhá, ok, được rồi. Được rồi, 3 giờ ăn được. Kể cả nhịn luôn. Trời ơi. Tao. Có cái gì bù vào là lắm đấy. Đương nhiên là trơn rồi, không phải nói. Đường này là không... Trời mưa. Đương nhiên là phải trơn. Đi trên kia là cái máy. Thế. Phải thế là phải cẩn thận. Không cần đi cái đoạn nào mà nó bằng phẳng nhất. Đúng rồi. Không, vào này là ngon đấy. Và nhìn cái cách trèo là gu nhà em là ngon này. Bắt nhịp được ngay rồi. Đi này. Nhìn nữa lên nhít hay nhỉ, vui. Con của chân đấy, con của chân đấy. Hình ảnh ảnh đấy, cho chân xem. Mới vòng em. Ờ, chè nào à. Nhìn lên đi thay kìa. Nhìn như bọn ấy yêu thật đấy. Toàn 7 tuổi, 6 tuổi, 5 tuổi. 6 tuổi.
Bố mẹ luyện từ bé này con sướng nhá, con có tố chất lắm. Từ bé này. Đứa này mới sướng này. 7 tuổi mà đã đi này. Cũng dùng gậy dùng kiếc nhá, như người lớn luôn. Ôi giời, xong rồi. Con này đi đừng nghỉ nhiều con ạ, đừng nghỉ nhiều nó mệt. Đi đều chân mà. Bạn leader đi nhanh thế. Không đợi các hồi kia. Ghê luôn. Ghê luôn. Ngồi này. Thôi tập trung mà đi tí đi. Rất mình mệt nghỉ thì ngắm cảnh, tập trung đi con ạ. Đi tập mà. Đừng ấy gậy như thế con, trời ơi. Đừng cho đùa nữa, đi đi như mẹ này. Một chân này con. Đi nó đúng bài. Không, lúc mà dốc cao, còn bây giờ dốc thấp như này. Đi đường bằng này thì con... Đi một gậy thôi, một gậy chạy trước gậy sau con, đừng đi hai con cùng lúc, đừng. Đấy đúng rồi, thế đúng rồi. Ui. Đấy, chỗ bằng rồi em tranh thủ vệ sinh đi. Đây, chỗ này đây. Không phải, ngồi nó không quen. Nó không phải cái kiểu ngồi. Đúng rồi, cái này là xào rau mà. Sao? Lương sỉ đây. Không, nó tên là gì nhỉ? Cái gì quên mất rồi. Đi ăn đi, đi ăn gọi là gì xào nhỉ? Xào ăn ngon lắm. Nó tên là gì nhỉ? Quên mất cái màu lớn xào, nó gọi là lớn. Ngọn này ăn ngon này. Ăn ngon hơn su. Đúng rồi, ngon hơn su. Xào lớn. Nộm rau dớn cũng ngon. Nộm cũng ngon. Đúng rồi. Hôm đi rồi Quốc Phương muốn nhìn thì cách con đi rồi. Trời, hôm nay hơi ẹo mẹo thì thôi. Đi. Hôm nay mà có các chị nên nó đeo là phẩm phẩm. Có các chị ở chị Hà chứ chẳng hạn. Rôm. À chị Hương. Mà không có chị. Hơn chị Hương nhiều. Đấy. Đấy, cùng em chó đấy. Chó leo khỏe không? Đây. Ôi. Đây. Tí leo nhanh đi cho mẹ đuổi rồi, mẹ nó đuổi rồi con. Đấy, tí leo xưa không? Đấy, bây giờ bước coi quen rồi đấy. Đi một hai lần thôi quen ngay, lại chạy phòng phòng rồi. Sau đi con chắc chắn con chạy mầm luôn. Là những các chị chạy. À, thử đi bố đi cầm gậy hai gậy đây để bố quay. À, cầm hai gậy hai tay hai đây. Đấy, à, đi. Đúng rồi, thế, đúng rồi. Đấy. Thấp chân đúng rồi. Thôi, bước dài một chút. Thôi đừng gây con. Chạm nghỉ à? Chạm kia rồi. Chạm nghỉ. Mới đi được có... Chỗ này được một cây. Chưa được một cây. Không tính cái đoạn đấy, không tính đoạn đi bộ. Tính đoạn leo là chưa được một cây. Có một trạm này thôi, chia đôi đường mà. Lên kia thì không phải leo mấy, hết leo rồi. Nhưng kia có một xuống hai đường xuống gần nhất là xuống này, còn nếu xa thì đi thẳng một đoạn nữa. Ở đây có cho chạy để về cho chị tít chị xem.
chạy đi, chạy đi, về cho chị Lít chị ngưỡng mộ. Cứ chạy lên trên đến cái điểm kia là xong rồi. Đấy, chạy hẳn lên đỉnh. Bố quay nguyên clip luôn. Đấy, hẳn đến cùng. Cầm gậy ngang ra, cầm giữa thân gậy. Đấy, đúng rồi, chạy giữa thân gậy cơ mà. Cầm ở giữa thân gậy. Nào, giữa thân gậy ở đâu? Đúng rồi, chạy đi, chạy thẳng lên đi. Đấy, đúng rồi, cầm nữa, giữa nữa, một tí nữa. Chạy đi, chạy thẳng lên, chạy lên điểm nghỉ đấy. Đúng rồi, mọi người ta nghỉ trước rồi. Kệ. Có ghế ngồi đây. Trạm anten. Đã đến trạm anten. Chạy thẳng lên luôn đi. Một mạch. Đoạn này đoạn bứt tốc. Nhìn thấy không? Con nhìn thấy thời tiết thích không? Mây mù như trong rừng không? Như rừng Sapa không? Không phải đội. Rồi. Không phải đội đâu. Xong là dừng lại ăn bánh nhá. Ăn bánh của con gà của con nhá. Xong đi tiếp. Đấy con, chạy điểm đi, điểm nghỉ đi. Đấy các chú kìa, các anh. Chạy lên. Xong bỏ bánh ăn. Lấy năng lượng để đi tiếp. Đi ăn gà hay ăn sô-cô-la? Làm cái thanh năng lượng phát nào. Đã đến trạm ốc tên. Yeah. Hồi đấy đi bộ đúng không? Bác đi mấy vòng rồi mới đến đây? Mày không biết đường. Bác đi vòng mấy vòng rồi? Đấy, kinh không? Rồi. Đấy, con ngồi đây, con ngồi đây, ngồi hẳn như kia, con ngồi hẳn kia. Đây, bao con bé.